khả năng phân tích giao tranh đỉnh cao, chúa tể ca khịa, sang hồ đồng cỏ, sắp gai đại vương, nghệ sĩ hài của thế giới động vật khá lửng, hay còn có cái tên tiếng Anh gọi là Honey Badger, lửng trưởng thành chỉ khoảng 10-15kg, dài chưa tới 80cm. Chúng sinh sống và làm việc tại các đồng cỏ châu Phi với bộ sơ yếu lý lịch không thể nào ngầu hơn. Đánh đuổi sư tử, hổ báo, chó hoang, làm gỏi cả nhím, rùa, bọ cạp, nuốt sống cả rắn hổ mang, ca khịa lợn rừng. Không thể nào kể hết được chiến tích của khá lửng. Các loài động vật khác thường có bộ lông trùng với môi trường sống của chúng để có thể ngụy trang hoặc lẩn trốn. Nhưng khá lửng thì không, bộ tóc nhuộm màu bạch kim từ đầu cho tới chóp mông đã làm chúng sáng nhất đồng cỏ nơi nào có mặt chúng. Sư tử hay báo là loài động vật hung dữ nhất nhưng cũng phải ngán ngẩm trước khá lửng bởi tính lì lợm, liều lĩnh và giỏi chịu đòn của chúng. Không có gì là lạ, khá lửng còn cướp trên rắn mướp thức ăn của báo hay sư tử. Nhiều khi chúng tôi còn thấy khá lửng chủ động ca khịa với sư tử chẳng vì lý do gì cả, vì thích ca khịa thôi.